Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tổng kho gạch ốp lát Bùi Minh. Thưa các bạn, nếu các bạn có một cái khu sân hoặc vườn có một diện tích vừa phải và các bạn cần một cái dòng gạch nào đó mà kích thước có thể đáp ứng được cái việc là lát và hoàn thiện bề mặt sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình, có thẩm mỹ và có một cái khả năng chịu đựng cái thời tiết nhất định, thì trong video này chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn một số mẫu gạch sân vườn có kích thước là 40x40. Thưa các bạn, kích thước 40x40 thì chúng ta biết rằng đó là một kích thước vừa phải, thì sẽ thường là sử dụng cho những khu vực diện tích không quá lớn. Còn nếu như những khu vực mà có diện tích rộng và chúng ta cần hoàn thiện nhanh và những cái kích thước gạch sẽ phù hợp thì sẽ là 60x60, 80x80. Và video này thì chúng tôi sẽ giới thiệu một số mẫu thôi có kích thước là 40x40 và chuyên sử dụng để cho việc là ốp lát sân vườn. Và đây là một số mẫu gạch mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Thưa các bạn, chúng ta cùng xem. Thì đây là một cái mẫu gạch lát của Pride và chúng ta thấy rằng là hoa văn có dạng là đá và hoa cỏ. Thì chúng ta thấy rằng đây là dạng hoa văn mà chúng ta nó sinh động mà chúng ta sẽ không cần phải trồng thêm cỏ nữa. Và cái màu sắc xanh trắng này nó phù hợp với gần gũi với tự nhiên. Chúng ta đi. Và cái lớp men ở trên bề mặt này là men bóng và cái này chống ẩm rất tốt các bạn nhé. Hơn nữa là chúng ta thấy rằng là nó được thiết kế là không phải bề mặt phẳng lì trơn trượt mà nó có cái sự lồi lõm. Thì cái lồi lõm này có những cái tác dụng là thứ nhất, chúng ta đi chúng ta có cảm giác là giống là đá thật hơn. Và thứ hai nữa là nó có tăng cái khả năng là chống trơn trượt cho chúng ta, để chúng ta có những cái hố như là những cái điểm bám để chúng ta khi dẫm chân vào thì nó được chắc chắn, nó không dễ trơn trượt. Thì đó chính là một cái mẫu gạch thứ nhất. Mẫu gạch thứ hai là của Vigracera, cũng kích thước 40x40, hoa văn dạng cỏ đá này. Thì chúng ta thấy rằng là những cái dạng hoa văn làm như thế này thì chúng ta sẽ không cần phải trồng cỏ và nó sinh động, rất là sinh động. Nhưng cái dòng này lại là lớp bề mặt nhám các bạn nhé, nhám. Và những cái lớp viên đá này các bạn ạ, thì được thiết kế trên bề mặt này nó dạng như nổi lên, thì khi chúng ta dẫm chân vào chúng ta sẽ có cảm giác là như là dẫm vào đá thật đó, nó sẽ sinh động như vậy. Và bề mặt nhám thì nhám nhưng mà nhám mịn và nó cũng không sẽ giúp chúng ta là chống cái trơn trượt khi chúng ta di chuyển, kể cả có trong những cái thời tiết mà có mưa hay là ẩm thấp bạn nhé. Đây là dòng một mẫu của Vigra. Đây là một dòng nữa của Pride, thì cái dòng này là thiết kế cũng là hoa cỏ và đá đấy, nhưng mà nó cái hoa văn của nó là hoa văn dạng là đối xứng đấy và hình vuông vức, thì chúng ta lát sân hay lát vườn cũng đẹp. Và lớp men là men bóng này thì sẽ chống ẩm, những cái nước trên bề mặt nó sẽ trôi tuột đi và nó cái khả men bóng nó cũng nó sẽ chống cái sự thấm nước, cho nên là gạch nó cũng có thể chống chịu được thời tiết nữa các bạn nhé. Này. Mẫu này thì chúng ta thấy rằng là cái hoa văn nó rất là đẹp. Chúng ta thấy là Pride làm dạng này là dạng gỗ, bề mặt là nhám. Chúng ta để ý này, đặc biệt của cái này là những cái thẻ gỗ này và hoa văn. Đấy thì chúng ta ốp lát sân vườn thì nó cũng rất là lịch sự ấm cúng. Đó. Mẫu này mình thấy khá là đẹp. Một mẫu này nữa của bên mình thì cũng là hoa văn dạng gỗ. Cái dạng này thì màu sắc nó lịch sự và giản dị, thì nó không có làm quá nổi bật với những cái đường nét thẻ gỗ và một cái hoa văn chính giữa dạng hoa. Thì đây cũng là một cái mẫu gạch mà ốp, thường cái này thường là ốp sân, lát sân nhỉ, lát sân thì thường là phù hợp. Đó thì cũng là một mẫu gạch. Một dòng của Pride thì chúng ta thấy rằng là dạng đá và gỗ, thì đây cũng là một cái mẫu mà có lớp men là men bóng và dạng đá này, nó có một chút sần sần ở những cái khu vực này này, những cái viên này đó, thì để chúng ta tạo cái cảm giác nó chân thật khi chúng ta đi lên. Và cái lớp men bóng ở trên thì nó lại giúp chúng ta chống nước thấm để cho bảo vệ cái viên gạch nó không bị ảnh hưởng bởi cái thời độ ẩm ở bên ngoài. Mẫu này của Vigra thì lấy cái màu sắc dạng đá và cái màu sắc là trắng tinh này, nên được tạo chúng ta màu sắc trắng thì nó đem đến chúng ta cái cảm nhận của cái sự nó sạch sẽ và dạng đá. Cái màu này là màu đá nhưng mà cái phần xương của nó vẫn là ceramic các bạn nhé, xương của nó vẫn là ceramic này đó. Màu nó đỏ này đó, cái này là xương ceramic thôi, màu sắc dạng như thế này. Và lớp bề mặt là lớp nhám mịn, thì cũng giống chúng ta là đi lại nó sẽ chống trơn trượt tốt. Mẫu tiếp theo thì chúng ta rất là quen thuộc rồi,
cái dạng vinh ra này, cái dạng gạch đỏ này thì dòng ceramic này thì đấy, chúng ta rất hay dùng để lát sân vườn cái dòng này. Thì có những cái rãnh này để chúng ta đi nó có cái sự chống cái trơn trượt tốt hơn và bề mặt nó là nhám. Dòng này thì, đặc biệt cái mẫu này cũng dày hơn các mẫu khác tầm đi khoảng 1 đến 2 0.1 đến 0.2 cm, nó dày hơn một tẹo so với các mẫu khác. Thì cái dòng này thì tương đối là phổ biến, chúng ta hay dùng để lát sân rồi gạch đỏ này. Một mẫu nữa này là cũng của Vigra, thì ra dưới dạng hoa văn dạng đá này, bề mặt nhám này, có cái sự tạo thành những cái lớp và những cái rãnh như này đó, thì đấy là một dạng hoa văn tương đối lịch sự của Vigra. Và những cái mẫu như này thì thưa các bạn, tất cả đều là men sử dụng là cái lớp xương là ceramic các bạn nhé. Xương ceramic thì thành phần của nó chủ yếu nó sẽ là đất sét, cho nên là nó không phải là khả năng chịu lực quá tốt. Tuy vậy thì chúng ta thì phần sân vườn thì chúng ta thường là đi lại trên và cũng không để những đồ quá nặng và cũng không có quá nhiều người đi lại, thì thường chúng ta sử dụng cái dòng gạch này là phù hợp. Và với cái kích thước là 40x40 thì những khu vực chúng ta, những cái sân nhỏ hay là những cái khu vườn nhỏ chúng ta có diện tích vừa phải thì chúng ta sử dụng dòng gạch này, thì nó sẽ phù hợp với diện tích của khu vực chúng ta cần lát ở trên nền. Và hiện tại thì những dòng gạch này đang được bán tại showroom Bùi Minh. Và các bạn có nhu cầu và muốn xem trực tiếp mua sản phẩm này, hoặc là các bạn muốn hỏi thêm thông tin của sản phẩm, các bạn có thể comment ngay video đến các cửa hàng đại lý của Bùi Minh như là BT3, Lô 8, khu đô thị Vina Connect 3, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, hoặc 285 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội. Các bạn có thể liên hệ với Bùi Minh theo số điện thoại 0968 458 885 để có thể nhận được tư vấn miễn phí và báo giá tốt từ Bùi Minh. Video của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình, sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.